Em mới xem giải lại gần đây thấy show Joker phong độ không ổn Nó xuống từ năm ngoái rồi em. Hồi xưa thì nó là một thằng có khả năng tạo đột biến, nhưng mà bây giờ nó không còn là một thằng có khả năng tạo đột biến nữa. Nó cứ tàn 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 tàn. Năm trước thì Canyon mà không gánh thì là thua. Hôm nay thì có thêm dép phụ, nhưng mà Showmaker vẫn chưa thể hiện được bộ mặt. Ok. Realm Warp here, where he's like, okay, you guys, you guys can